Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi muốn làm một cái video có tên Tranh chấp đất đai, mô tả càng chi tiết càng tốt. Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hai cái ví dụ. Một cái việc cái ví dụ cũng từ cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi mong muốn để cho thông qua cái video này thì các bạn phải mô tả chi tiết, thì chính luật sư thông qua những cái kỹ năng nghề thì có thể giúp các bạn tư vấn, để tránh những cái trường hợp các bạn không mô tả, các bạn mô tả không được cái mối quan hệ tranh chấp thì khó lòng mà tôi có thể giúp quý vị và các bạn. Một điều tôi cũng mong muốn cho quý vị và các bạn, cái ưu điểm của tôi đó là một cái sự chân thành. Tuy nhiên nhược điểm của tôi đó là cái cảm xúc các bạn ạ. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn tư vấn luật sư Thu mà không đồng ý quan điểm của luật sư Thu thì các bạn sẽ lấy những cái tư tưởng của luật sư Thu, những cái ý kiến pháp lý của luật sư Thu giống như lời tư vấn mang tính chất tham khảo. Còn lại các bạn có thể đến những cái công ty luật, văn phòng luật sư khác. Tôi biết rằng là ở những cái lĩnh vực nào mình có lợi thế mạnh các bạn ạ, còn những lĩnh vực nào mình không có thế mạnh thì mình không dám san sẻ. Kể cho quý vị nghe như thế này, tôi nói thiệt, tôi là luật sư, bạn ấy cũng là luật sư, tuy nhiên ở những lĩnh vực mà nó không chuyên của tôi thì bạn nói chung là cũng rất là khó để trả lời. Và tôi lại nghĩ đến các bạn, những ân nhân, những người mà mình đã được tư vấn, mình cho đi một cái kiến thức. Có thể các bạn cái trình độ cao hơn tôi, cũng có thể là các bạn trình độ thấp hơn tôi. Tuy nhiên tôi nói như thế nào để các bạn hiểu được rằng cái vấn đề pháp luật là như vậy, chứ không phải đâu, ngay cả các luật sư đồng nghiệp cũng có những cái cạnh tranh nhất định đấy. Thì tôi nói như vậy để không đưa tôi lên đâu, nhưng các bạn hiểu rằng để có một cái sân chơi như thế này, một cái sự nỗ lực, một cái sự chuyên nghiệp, một cái sự cố gắng rất rất và rất nhiều. Nếu mà ai đó không coi được cái video của luật sư Thu, nếu gia đình họ tranh chấp mà không coi là họ chỉ lỗ. Thôi không đưa nữa. Tranh chấp đất đai mình phải mô tả chi tiết. Tôi đưa ra hai cái ví dụ. Sáng đó có một chú gọi điện thoại cho tôi, chú bảo rằng là có một ông A ủy quyền cho ông B, rồi ông B lại ủy quyền cho ông C, rồi hỏi luật sư như vậy đúng sai. Tôi nói thì thật sự trong cái chế định ủy quyền nó có một cái thủ tục, nó có một cái điều luật, trong đó nó có gọi là ủy quyền lại. Còn bây giờ ông mà tư vấn kiểu đó tôi không biết, nhưng mà trong cái nội dung đó, ủy quyền đó là ủy quyền cái gì? Thì ông bảo rằng là thôi thì luật sư cứ nói cho tôi nghe đi. A ủy quyền cho B, B ủy quyền cho C, được không? Tôi không trả lời. Tôi nói thôi thì bây giờ vấn đề nằm ở chỗ, nếu mà chú không mô tả được thì bây giờ đưa cho luật sư coi cái văn bản, còn về mặt bảo mật nghề nghiệp thì luật sư sẽ biết. Ông nói không, tôi chỉ hỏi đúng như vậy thôi. Thì tôi bảo gì chứ, cái việc chú đến với chương trình Dân ta phải biết luật ta cũng rất là vội vã. Thôi thì nếu chú không tin thì chúng ta không có duyên vậy. Tại vì đưa một cái thông điệp rất là không biết phải nói như thế nào các bạn ạ. A ủy quyền cho B, B ủy quyền cho C, hỏi việc ủy quyền đó hợp pháp không? Thực ra nói thật với quý vị và các bạn, tôi có thể trả lời cho không? Nhưng rõ ràng cái tính pháp lý
và cái thái độ nó cũng không có gì gọi là không, tôi không cần quan tâm, tôi chỉ hỏi được hay không. Rồi đó là cái việc rằng khi các bạn tư vấn đến chương trình nhưng ta phải biết luật ta, các bạn phải mô tả được. Nếu các bạn không tin tưởng luật sư Thu thì chịu thua, không thể nào mà tư vấn theo cái kiểu là có một số em đưa ra một cái dạng bài tập mà yêu cầu luật sư Thu giải nữa các bạn ạ. Câu chuyện thứ hai các bạn ạ, câu chuyện thứ hai là một cái câu chuyện mà hồi sáng nay, thì các bạn biết không, cái tâm nguyện của tôi rằng nếu trong trường hợp đưa lên cái YouTube thì kiến thức của tôi phải mang một tính chất công bằng, vì tôi nghĩ rằng nếu trong trường hợp mình không có một cái sự công bằng trong lời nói, trong việc tư vấn, dẫn đến cái việc tư vấn sai, tư vấn để một số người gọi là thu quyền lợi của họ, hay là tư vấn để kích với nhau, tư vấn để họ mang một cái thông điệp đó, họ đi tranh chấp lẫn nhau mà cái khả năng thắng nó không cao, thì rõ ràng cái việc tư vấn của tôi nó đi ngược lại cái phương châm của dân ta phải biết luật ta các bạn ạ. Nếu lời khuyên pháp lý của tôi mang tính chất hướng thiện, mang tính chất công bằng, thì nó lại cho cái đương sự một cái niềm tin. À, đối với trong trường hợp này thì ok, thì có thể khi đi kiện cái sự công bằng có, cái sự hướng thiện có, tốt. Còn nếu như giả sử luật sư mà đi tư vấn, người ta bảo là tư vấn mà không mang một cái đạo đức, thuần vào đạo đức đó, thì khi đưa lời tư vấn miễn phí, nó trở thành một cái con dao hại người. Không ạ, tôi không làm được điều đó đâu. Và nếu như trong trường hợp tôi đã làm được điều đó thì tôi ở nhà tôi ngủ. Để quý vị và các bạn biết không, tôi là trầm trọng, tôi thiếu ngủ trầm trọng lắm. Tôi chưa bao giờ có một cái cảm giác gọi là mất ngủ cả các bạn. Vì cái sự kiên trì của người phụ nữ, vì mong muốn đóng góp cho xã hội, vì mong muốn thu nhập cho gia đình càng cao hơn, nó rất là nhiều yếu tố, và mong muốn có một cái tài chính ổn định về lâu về dài cho con cái, sau này các con sẽ được đi du học. Câu chuyện sáng nay làm cho tôi phải suy nghĩ, và tôi quyết định tôi đem lên trên cái diễn đàn. Một chị phụ nữ, chị điện cho tôi, chị bảo rằng là chị muốn tranh chấp một cái nhà mà của người quen của chị. Thì sau khi hỏi là cái người quen như thế nào, thì chị mới bảo là người quen đã cho cái nhà cho chị ruột của anh ta, cho vào năm 70 mấy. Rồi tôi hỏi vậy chứ có văn bản gì không, chị cũng không biết. Và cứ nhắc một điều rằng luật sư ơi, nếu như vậy có đi kiện được hay không. Câu chuyện mô tả thì tôi mới hỏi bây giờ chị phải mô tả cho luật sư rằng tại thời điểm mà mình tặng cho đó, mình cái thời điểm năm 1970 mấy đó, 70 mấy không nhớ chính xác, tôi không quan trọng, thì cái người quen của chị đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa, hồi đó tới bây giờ 75 nay nó bằng tuổi tôi á quý vị, năm sinh năm 1944 45. Thế thì tại sao thời gian đó cho 5 năm không kiện, 10 năm không kiện, 20 năm không kiện? Luật dân sự nó có một cái địa điểm đó chẳng. Cái địa điểm đó là gì? Thời hiệu. Thời hiệu tranh chấp một vụ kiện thừa kế trước đây là 10 năm. Thời hiệu tranh chấp của một vụ kiện thừa kế đến luật dân sự 2015 là 15 năm, là 30 năm. Thời hiệu tranh chấp một hợp đồng vay tiền là 2 năm.
lời hiệu danh chắc hợp lòng lao động. Nếu có yếu tố nước ngoài là hay lắm, rất là nhiều. Vì pháp luật cho rằng đối với trong cái thời hạn này thì các bên nguyên đơn, bị đơn có thể vận dụng cái thời hiệu. Tôi chưa bảo chị, thôi bây giờ chị mô tả cái phần đất của gia đình đi, không mô tả được. Tôi nói thôi được rồi, thì bây giờ chị nói về cái lý do tại sao đòi lại mà trước đây không đòi đi, không giải thích được. Cũng có thể rằng cái video này sẽ đến tai cái vị hồi sáng tư vấn. Nhưng tôi chỉ đưa cái thông điệp cho quý vị biết được rằng cái việc tranh chấp đất đai này nó phải là hướng thiện, nó phải phụ thuộc vào công bằng, chứ không phải là. Và tôi cũng muốn đưa cái lời tư vấn đến cho quý vị một cách công tâm nhất. Các bạn phải hiểu là công tâm nhất. Lý do thì hồi nãy tôi đã giải thích cho quý vị và các bạn rồi. Tôi không thể đưa để đem cái thông điệp này đem vô nhà người ta để mà tranh chấp. Bên tôi là đạo Công giáo, quý vị các bạn ạ. Trong cái loạt Kinh Hòa Bình thì nó có một cái câu, đó là câu gì biết không? Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn ô sầu. Và đó là một cái kim chỉ nam mà tôi sẽ đi. Có thể các bạn, tôi sẽ cực hơn những anh chị em luật sư đồng nghiệp khác. Tuy nhiên nó vẫn là một cái sự thanh thản trong tâm hồn. Hy vọng rằng là từng câu, từng chữ, nếu quý vị và các bạn mong muốn điện thoại cho luật sư thì các bạn chuẩn bị một số hồ sơ để tránh trường hợp chúng ta sẽ chiếm cái thời gian diễn đàn nhiều quá các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem cái video và đồng hành với chương trình.